Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đã tự bỏ tiền mua một chiếc xe cứu thương, tự cầm lái đưa người nghèo từ các bệnh viện về quê miễn phí đã gây chú ý dư luận trong những ngày vừa qua. Bên cạnh số đông ủng hộ, yêu quý và cảm phục ông Hải thì có những ý kiến cho rằng là ông Hải hiện nay đang quá là màu khi làm từ thiện cũng có ý kiến nói là lúc làm lãnh đạo quận 1 ông quá nôn nóng trong việc lập lại trật tự đô thị nên đã làm trái luật gây bức xúc trong dân chúng thì bây giờ lại muốn gây dựng lại hình ảnh. Lại có những ý kiến khác là nghi ngờ nguồn tiền ông làm từ thiện. Trong tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện này với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa giáo dục học viện quản lý giáo dục. À, xin được chào à, Tiến sĩ Hoàng Trung Học và xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ Và có những chia sẻ cho quý vị khán giả của VTC à, Vâng, trong à, suốt những ngày vừa qua thì à, câu chuyện về ông Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện đưa các bệnh nhân về quê miễn phí Dù đã tạo được sự cảm phục à, của rất nhiều người Tuy nhiên thì à, như là thủy Dương đã vừa chia sẻ thì cũng có người đặt ra câu hỏi là à, Trong rất nhiều những cách làm từ thiện thì ông Hải có thể lựa chọn một cái cách làm từ thiện khác Vậy thì tại sao ông lại à, lựa chọn một cái cách làm vất vả như vậy ạ? à, cá nhân anh thì anh nghĩ sao ạ ờ uh, thực ra thì mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng các cái phương tiện truyền thông đặc biệt là facebook thường đưa những hình ảnh về ông đoàn ngọc hải với cách làm từ thiện rất là đặc biệt của mình và hôm nay chúng ta đặt ra câu hỏi là có nhiều cách để làm từ thiện tại sao anh hải lại chọn một cách làm nó vất vả như thế và mọi người đặt ra câu chuyện là có phải là anh hải đang làm màu hay không Nên tôi thì tôi nghĩ thế này uh, khi người ta làm từ thiện và khi đánh giá một cái hành động của người khác về việc làm từ thiện thì điều quan trọng nhất phải nhìn vào cái giá trị mà người ta mang lại cho cộng đồng và cái đối tượng được thụ hưởng à, cũng không nên đặt ra câu chuyện là à, có nhiều cách làm từ thiện mà tại sao anh không chọn cái cách khác mà anh phải chọn cái cách này nó có vất vả cho anh hay không thế thì người làm từ thiện còn chẳng đặt ra cái câu chuyện là có vất vả hay không với họ thì chúng ta chẳng có cái lý do gì mà lại phải hỏi rằng là tại sao anh lại không chọn cách tốt hơn và nếu ai cũng suy nghĩ là cứ chọn cách dễ để mà làm thì những việc nhẹ nhàng ta làm thế còn việc khó khăn thì để ai làm đúng thế không ạ vì vậy theo tôi khi đánh giá về một cái hành động chúng ta không nên nghi ngờ quá nhiều mà hãy đặt ra câu chuyện là cái hành động đó nó mang lại những cái giá trị gì cho cộng đồng và người khác và không nên đặt ra câu hỏi theo cái kiểu tức là tại sao không chọn việc khác bởi vì đấy là giá trị người ta theo đuổi đơn giản thế thôi và người ta cảm thấy hạnh phúc về điều đó thì à. hãy chấp nhận nó vâng xin được hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh à, nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì cho so rằng là cái cách làm từ thiện của ông hải à, tất nhiên là có đạt được những cái giá trị như là ông mong muốn nhưng mà liệu là có làm màu hoặc là muốn làm màu để nổi tiếng hay không ạ à làm màu nổi tiếng à, ở đây chúng ta quay lại cái câu chuyện mà gọi là liệu rằng cái hành động ấy có phải là làm màu hay không thì tôi lại phân tích cái 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 tư duy và một số những cái cách thức mà người ta đặt ra câu hỏi như vậy là vì sao lại như thế cái cơ chế là như thế nào thì thực ra nó có hai cái điểm mà tôi muốn trao đổi thế này một ý, là trong cuộc sống thì chúng ta có thể nhìn thấy là cứ cái gì mới cái gì mới ra và cái gì đi ngược lại với cái số đông thì thông thường sẽ bị đặt câu hỏi và nghi hoặc đấy và sẽ nhận rất nhiều những cái ý kiến mang tính chất trái chiều đấy và rõ ràng cái con cái, cái việc làm của anh hải trong tình huống này là một sự khác biệt cái thứ hai nữa là những người cá tính những việc làm thể hiện sự cá tính những nét tính cách cá tính thì cũng sẽ thường nhận được những ý kiến trái chiều và nếu nhìn theo các cái việc làm của anh Hải và giống như bạn vừa trao đổi vừa vừa nãy đấy tức là từ lúc mà anh ấy làm phó chủ tịch quận 1 thì đã uh, làm cái công việc tức là dẹp vỉa hè rồi thì sau này thì là từ chối tiếp nhận cái vị trí lãnh đạo và bây giờ là cái việc làm từ thiện đưa người nghèo về quê thì cũng phải có thể có thể thấy rằng là anh là một cá tính, anh là một sự khác biệt đúng không? Cá tính từ cái tuyên bố là nếu mà không trả lại về hè được cho nhân dân thì cởi áo về uh, trả lại từ quan và bây giờ thì là những cái việc làm rất đặc biệt như thế thì rõ ràng đây là hành động của một con người cá tính và tôi cho rằng là trước những hành động cá tính ấy thì cái phản ứng thông thường người ta là sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều Đấy. và thông thường thì những cái hành động cá tính như thế thì có cái sự va đập và khi va đập ấy thì chúng ta bao giờ cũng quan sát thấy nó có hai cái khía cạnh một là những người nào mà ủng hộ thì ủng hộ rất nhiệt tình và cũng khen, khen hết lời và một số những người mà chê thì cũng sẽ có xu hướng là chê hết lời và thậm chí là cố gắng tìm kiếm những cái mặt trái của nó để bình phẩm về nó thì đấy cũng là một cái hiện tượng bình thường trong cuộc sống đối với những hành động cá tính và những cái sự khác biệt giống như anh đoàn ngọc hải vâng à, có thể nói rằng là những hoài nghi hay là những cái ý kiến trái chiều về việc làm của ông Hải làm từ thiện à, có sự có phải là sự thể hiện rằng là phải chăng lòng tốt hiện nay đang bị nghi ngờ và làm người tốt cũng không phải là dễ dàng đúng không ạ? câu hỏi rất là hay ở đây câu chuyện là cũng quay lại câu chuyện lúc nãy ta vừa trao đổi đấy tức là những cái mới này những cái cá tính thì thông thường người ta sẽ có những cái cái phản ứng nghi hoặc và thậm chí là đôi khi con người ta có cái phản ứng buồn cười lắm tức là mình biết nó biết nó thậm chí là biết nó tốt đấy thế nhưng mà khi mà không không mình không làm được những việc như thế hoặc người khác làm được những việc khác hơn mình thì thông thường lại có một cái suy nghĩ đánh giá nó ngược lại theo cái chiều cái cái lối âm tính nhưng tôi thì tôi tôi nghĩ rằng là cái hành hành động của anh Hải là đến bây giờ và theo những hiểu biết của tôi thì tôi trân trọng nó bởi vì thứ nhất là con người này là một con người từ trước này tôi theo dõi tôi thấy rằng trên truyền thông ấy thì thấy là anh nói là anh làm đấy, hai nữa là anh giữ chữ tín và cái thứ ba nói gì thì nói và theo những hiểu biết của tôi bây giờ những cái hành động của anh là không có vi phạm pháp luật và cái thứ tư là nó đang mang lại những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng. Đấy anh giúp cho người nghèo đấy chứ. Đấy, còn lại là anh có vi phạm luật pháp hay không, tiền của anh ở đâu ra mà làm việc đó thì nói kia thì không phải thuộc quyền của chúng ta. Cái đấy là có cái cái đơn vị gọi là chức năng bảo vệ pháp luật người ta sẽ trả lời. Thì chúng ta cũng không nên nghi ngờ khi chưa có kết luận về những việc đó vâng à, chắc chắn là như vậy rồi à, cứ cho là cá nhân ông hải hoặc là một người nào đó nếu như mà làm từ thiện họ làm màu hoặc là họ muốn nổi tiếng đi chăng nữa à, nhưng nếu như mà cái việc làm màu đó mà tốt có giá trị lan tỏa cho cộng đồng thì cái việc làm màu này cũng nên khuyến khích cứ đúng không ừ, ạ tức là chúng ta dùng cái từ làm màu ở đây là làm màu trong ngoặc kép Tức là uh, nếu mà nói theo cái nghĩa của cái từ làm màu mang nghĩa tiêu cực thì tôi nghĩ rằng không nên gán ghép cho những cái tình huống như thế này bởi vì thực sự người ta đang làm những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng. Nhưng nếu mà đặt cái từ này trong ngoặc kép ấy, tức là gì? Có thể người khác chú ý, có thể người khác quan tâm làm màu theo nghĩa như thế thì tôi nghĩ rằng là ở một trường mực nào đó nó lại có tác dụng lan tỏa. Và những điều tốt đẹp thì nên lan tỏa cho cộng đồng. Và thực sự những giá trị nhân văn giúp đỡ người nghèo, làm từ thiện và giữ chữ tín rồi thì ở một góc độ nào đó là có tự trọng trách nhiệm với công việc mình làm thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái mà chúng ta trân trọng nó. Vâng, bên cạnh những cái sự yêu quý, những cái tình cảm và sự cảm phục dành cho ông Đoàn Ngọc Hải với những cái hành động từ thiện của ông, thì theo anh thì làm sao để cho những cái hoạt động từ thiện có sức lan tỏa và lâu bền hơn ạ? Ừ. Theo quan điểm của tôi thì những cái hành động đó là đáng trân trọng rồi. thế Tuy nhiên là để nó lâu bền và có sức lan tỏa tốt thì gì 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 nó phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật nếu mà cái gì pháp luật không cho phép thì chúng ta không được làm mặc dù kể cả những hành động đó nó xuất phát từ cái tâm và xuất phát từ những mong muốn điều tốt đẹp cho mọi người cái điểm số 2 nữa là chính từ phía chúng ta và cộng đồng mạng cũng phải có một cái nhìn nó rất là công tâm nó khách quan để chúng ta trân trọng ghi nhận nó thế nhưng mà cũng không nên đặt ra những cái hoài nghi nó thái quá để có thể làm chính những người trong cuộc và những người có ý định làm những điều tốt đẹp đó người ta cảm thấy buồn và cái thứ ba nữa là chúng ta hãy cố gắng lan tỏa những điều tốt đẹp và cùng làm những điều tốt đẹp trong khuôn khổ của luật pháp phù hợp với đạo lý của dân tộc để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng thì cái điều đó là cái điều nên làm. Vâng xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Hoàng Trung Học trường khoa giáo dục học viện quản lý giáo dục.